Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều đón Tết Nguyên đán đầm ấm, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023. Các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chăm lo thật tốt cho người nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ nay đến Tết Nguyên đán, các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh và toàn xã hội tập trung quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hệ thống chính trị, chính quyền các cấp tổ chức tốt hoạt động, ra soát lại các hộ khó khăn không có điều kiện ăn Tết, hỗ trợ kịp thời không để hộ thiếu đói, hộ khó khăn không có Tết. Hiện toàn tỉnh còn 5.804 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,81% từ đầu quý 4 năm 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã triển khai các hoạt động vận động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người nghèo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, quản lý thị trường ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra biến động về giá.